Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Chuyến đi Phú Thọ lần này xem một căn nhà chưa xây tầm 600 m². Mảnh đất tọa tại một huyện nhỏ ở tỉnh Phú Thọ. Mảnh đất này tọa thân hướng dần theo quẻ huyền không phi tinh, ở vận chính có cửu cung hội hướng. Sau một thời gian dài buôn bán và sinh sống ở ngôi nhà mặt tiền đường lớn, quá ồn ào và náo nhiệt, anh quyết định về đây xây nhà để an dưỡng. Anh chị gia chủ là người chân chất thật thà, có 4 người con, cả 4 đều ngoan hiền lễ phép. Mệnh của anh là mệnh có tài phú, anh sinh vào tháng Tuất là người kỵ hỏa thổ, khuyết thủy mộc. Trước kia anh có tiệm sửa xe máy và đào tạo nhân viên sửa xe, nhưng do vì sức khỏe anh phải chuyển việc. Sau đó anh làm về ngành sơn. Ngành sơn thuộc ngành hỏa, là ngành kỵ với anh. Anh làm rất khó khăn và trề trật. Chính vì trong cái khó khăn ấy, anh đã nảy sinh ra nhiều ý tưởng mới. Là cơ hội, là tiền đề cho công việc phát triển hiện nay. Thế mới thấy, chướng ngại hay trở ngại đều là cơ hội cho ta tự khảo nghiệm, cho ta tự nhìn lại chính mình. Đây là ngôi nhà mặt tiền tại đường lớn, nơi anh chị buôn bán hàng ăn. Ở nơi anh ở không có nhiều chùa chiền hay nhà thờ. Do Khải Toàn mở lời, anh sẵn lòng chở Khải Toàn đi thăm một ngôi chùa. Đây là cung đường lên chùa Viên Minh. Chùa Viên Minh là một ngôi chùa nhỏ, điều kiện còn hạn chế. Tọa ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Từ trục đường cái lên được đến chùa, đường đi còn khá khó khăn. Nếu đủ duyên, xin các vị mở lòng trợ duyên đến chùa. Dù chỉ là bài giới thiệu về thông tin chùa. Tín ngưỡng những người trong vùng còn nhiều hạn chế, nên việc truyền bá Phật Pháp, truyền bá Phật giáo còn nhiều khó khăn. Đây là chánh điện của chùa đang xây dựng. Khung cảnh xung quanh còn nhiều hoang sơ. Khải Toàn cùng anh gia chủ mua ít trái cây lên viếng chùa thắp nén hương. Người có niềm tin về tôn giáo, bất luận bạn có tôn giáo gì, đều là người may mắn, dễ được sự phò trợ. Phật giáo không đơn thuần là tôn giáo. Phật giáo là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ. Đức Phật là người thầy giúp cho ta lìa đi cái khổ, đoạn trừ mê lầm. Những lời kinh giúp con người được khai ngộ, giúp con người mở lòng buông xả. Nếu ngày ngày bạn trì tụng kinh, là bạn tự gieo cho mình hạt giống quang minh. Lời kinh xung động từ trường tích cực trong chính con người của bạn, trong chính tâm thức của bạn. Nếu bạn có cơ hội cúng dường, có cơ hội cho đi ít tiền của, cho đi ít thức ăn khi ai đó xin, tức là bạn có cơ hội làm điều thiện lành. Nhân thiện quả thiện là điều không phải bàn. Và chuyến đi Phú Thọ lần này, Khải Toàn may mắn gặp được anh chị gia chủ thiện lành, đã cho Khải Toàn cơ hội trợ duyên. Vào sáng hôm sau, anh đã đưa Khải Toàn từ Phú Thọ đến Hà Nội để thăm hai bạn gia chủ trẻ.
Hai bạn trẻ sinh năm 83 và 85 này là người đáng mến, đang làm trong ngân hàng và thiết kế nội thất. Mỗi lần ra Hà Nội, Khải Toàn ghé thăm đều được dẫn đến quán chai Sahu này. Trò chuyện về phong thủy, trò chuyện về Phật Pháp, trò chuyện về nhân quả, trò chuyện về vận mệnh. Nhưng trên tất cả, mục đích vẫn là trò chuyện về con đường tỉnh thức, con đường an lạc, buông xả đi chấp ngã. Giả dụ muốn có thêm phước báo, không nên cúng mặn. Chẳng có thần linh nào vì ít xính lễ mặn của bạn, bạn lại sát sanh mà họ cho bạn thêm phước báo. Ăn chay hay ăn mặn không liên quan đến việc tu dưỡng tâm tánh, chỉ là nuôi dưỡng thân của bạn. Nếu cái ăn là nuôi dưỡng thân, thì những bài kinh, những pháp thoại, những buổi hành thiền là nuôi dưỡng tâm thức. Nếu ngày ngày bạn mở lòng khấn nguyện ơn trên, mở lòng nguyện cho mọi người được an lành, mở lòng nguyện cho những ý nguyện của bạn được thành hiện thực, đó là cách tu dưỡng tâm tánh vào mỗi sáng. Mỗi buổi thiền định là cách tự buông xả đi những chấp ngã, tự nhận thấy những lỗi lầm trong quá khứ và tự điều chỉnh hành vi ý niệm của bản thân. Tất cả những người Khải Toàn gặp đều là bậc thiện tri thức. Gặp được bậc thiện tri thức là phước báo của Khải Toàn. Đời này đủ duyên bạn sẽ gặp, những người bạn gặp là những người nên gặp, những việc xảy ra là những việc đáng xảy ra. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.